Vừa qua, tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn S-Beauty đã diễn ra sự kiện Budema chuyển giao công nghệ quốc tế, thông cơ trẻ hóa, trị nám đa tầng. Đây là một sự kiện lớn của ngành làm đẹp khi quy tụ nhiều đối tác, nhà phân phối, ngôi sao nổi tiếng đến từ nhiều nước trên thế giới như Hoa hậu Quý bà Du lịch Thế giới 2023 Rachel, doanh nhân Singapore, top 6 Hoa hậu Quý bà Du lịch Thế giới 2023 Lantern, doanh nhân diễn giả Thái Lan Thani, MC nổi tiếng Philippines Onin, doanh nhân Thái Lan Angel, doanh nhân Singapore Linda cùng nhiều chủ spa trên khắp cả nước. Sự thành công của sự kiện là một bước tiến quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Budema trên thị trường quốc tế. Phương pháp thông cơ trẻ hóa trị nám đa tầng của Budema, chúng tôi đã giúp được khách hàng trong và ngoài nước có một cái phương pháp mới đột phá để hỗ trợ cho cái việc loại bỏ xử lý nám. Và đồng thời đây cũng chính là một cái phương pháp để giúp cải thiện những cái vấn đề ví dụ như là nếp nhăn này, rồi giúp khuôn mặt của các chị em phụ nữ được nâng cơ hơn, được săn chắc hơn, được trắng sáng, mịn màng hơn rất là nhiều. Thật sự là bản thân Thiên Lý cảm thấy hạnh phúc hơn nữa, đó là chúng tôi đã giúp được cho các chị em chủ spa cải thiện được cái vấn đề về tài chính, về thu nhập của họ lên rất là nhiều khi mà sử dụng công nghệ của chúng tôi. Hoa cũng đã trở thành một người phụ nữ được Budema giúp đỡ ngày càng xinh đẹp, tự tin và hạnh phúc. Và trong suốt hành trình vừa qua, chúng tôi đã giúp đỡ được chị em phụ nữ Việt Nam có một cuộc sống ngày càng thịnh vượng và ngày càng tỏa sáng. Bên cạnh nội dung chính là chuyển giao công nghệ làm đẹp siêu vi kim sinh học cho đối tác nước ngoài, sự kiện lần này còn tập trung vào chiến lược sắp tới của Budema. Đó là đưa sản phẩm cùng công nghệ làm đẹp của Budema phủ sóng thị trường quốc tế. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các chủ spa, nhà phân phối giao lưu với nhiều doanh nhân thành đạt quốc tế. I did my first treatment. Tôi rất cảm ơn Budema. Lần đầu tiên đến đây, tôi đã được các bạn đón tiếp và tư vấn rất nhiệt tình. Đặc biệt, khi làm đẹp với công nghệ siêu vi kim sinh học xong, tôi cảm thấy da mình căng mọng, sáng hơn rất nhiều. Các vết thâm hay nếp nhăn quanh vùng mắt cũng được cải thiện đáng kể. Và lần này quay trở lại Budema cũng là lần thứ ba rồi. Tôi cảm thấy hiệu quả mà công nghệ này mang lại vẫn rất tốt. Budema được biết đến không chỉ là một thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng và công nghệ làm đẹp hàng đầu, mà còn là một tổ chức có trách nhiệm xã hội, luôn hướng đến sự phát triển toàn diện cho cộng đồng. Sự kiện lần này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng, quý khách hàng và quý đối tác, qua đó đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Budema trên hành trình vươn ra toàn cầu và là một lời khẳng định tiếp tục mang đến những giá trị làm đẹp, sức khỏe cho tất cả mọi người.